Chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Bảo Phụng Đồ Xưa. Hôm nay mình lên bộ đỉnh tròn nha các bạn. Bộ đỉnh tròn này không mấy gì xưa này, khoảng 7-80 năm. Mời các bạn tham khảo nha các bạn. Cặp đèn này thì cũng khoảng 5 kg một cây. Đèn này dày nặng rồi nha các bạn. Tổng cộng bộ lư này thì cao khoảng 6 tấc 8, nặng tầm đèn lư đồ luôn thì khoảng 20-25 kg nha các bạn. Đây là cái bông sen này rời nha các bạn, cũng dày nặng lắm nha các bạn, dày. Này mình láng không có hoa văn gì hết. Thì cao 6-8 nhưng mà thường thường gọi là lư 7. Người xài thì họ kêu là tư nhất này. Phía sau nha các bạn, sau lư người Nam thì kêu lư tròn, còn người Bắc thì kêu là đỉnh. Mời các bạn tham quan vui vẻ. Có cần gì thì liên hệ với mình thì số điện thoại là 0938 68 68 58 nha các bạn. Những món mình quay cho xem vui nhưng mà mình cửa hàng Bảo Phụng Đồ Xưa nha các bạn, cũng có giao lưu hết. Có như cái bộ bàn tròn và bàn dài này thước 2 thước rồi các bạn. Gỗ gụ các bạn, đồ này đồ tái thôi chứ không có xưa. Bàn 10 ghế nha các bạn. Này 8 cái ghế như thế này. Còn hai cái ghế chủ thì có hai tay gác nữa các bạn.
Với củ có tay gác giống gì nha các bạn, có hai để hai tay hai bên nữa rồi. Đó, như các bạn cũng đã xem mình thì lên bộ đỉnh, nhưng mà cho các bạn tham quan mấy cái đồ bàn ghế khảm luôn, xem cho nó vui mắt thì thôi. Bởi vì déo mình đến đây rồi, mình cũng xin tạm ngưng nha các bạn, hẹn gặp các bạn video lần sau nha các bạn. Xin chào các bạn nha. See you again.